Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Các bạn thân mến, nghe Đường Tăng kể lại nỗi oan khuất của quốc vương ở nước Ok đã gặp trong giấc chiêm bao, Tôn Ngộ Không liền bày cách tìm dẫn thái tử đến chùa Bảo Lâm. Trong khi Đường Tăng đang lúng túng ngộ khi gặp thái tử sẽ đối đáp như thế nào đây, thì Tôn Hành Giả nói: "Đến lúc đó sẽ báo trước cho sư phụ biết, còn đồ đệ đây thì biến ra một vị hòa thượng nhỏ xíu độ 2 tấc chui vào trong hộp, rồi người cứ cầm lấy hộp trong tay. Khi thái tử vào chùa thế nào mà chẳng lễ Phật, người cứ phớt lờ y đi. Y thấy người không nhúc nhích, tất nhiên sai người đến bắt. Người cứ mặc kệ cho họ bắt, đánh cũng ở họ, trói cũng ở họ, giết cũng ở họ. Ôi, nhỡ họ chiếu theo quân lệnh, giết chết thật thì ta làm thế nào?" Thấy sư phụ kêu lên như thế, Hành Giả lại nói tiếp: "Không hề chi, nhỡ gặp lúc khó khăn, lão Tôn sẽ bảo hộ người. Khi nào họ hỏi, người trả lời là hòa thượng bên Đông Thổ được khâm sai sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh và dâng bảo bối. Nếu họ hỏi có bảo bối gì, người kể cho họ nghe chuyện áo cà sa vạt gấm, cứ nói đấy mới là thứ bảo bối hạng ba, còn 2 thứ bảo bối hạng nhất và hạng nhì quý hơn nữa. Thế họ hỏi nữa, sẽ nói trong hộp này có 1 thứ bảo bối biết hết chuyện hiện tại, các việc quá khứ tương lai. Thế rồi sư phụ thả lão Tôn ra, tôi sẽ đem những lời ở trong mộng nói với thái tử. Nếu y chịu nghe theo, sẽ đi bắt yêu tinh kia, một là giúp y báo thù cho phụ vương y, hai là ta cũng lập được chút danh vọng chứ. Nếu y không tin, lúc đó thầy mới đưa viên ngọc khuê trắng cho y xem. Nhưng chỉ sợ y còn ngây thơ vẫn chưa nhận ra được thôi." Đường Tăng nghe xong rất vui vẻ nói: "Đồ đệ ạ, kế ấy tuyệt diệu đấy, nhưng còn những thứ bảo bối này, một cái gọi là cà sa vạt gấm, một cái gọi là ngọc khuê trắng, còn thứ bảo bối còn biến ra thì gọi là gì?" "Thầy cứ gọi là lập đế hóa cũng được." Đêm hôm đó, cả thầy lẫn trò không sao chậm mắt được, thức luôn cho đến canh tư. Chỉ sốt ruột không thể với tay gọi vừng dương mọc ngay được. Một lúc sau, thấy phương đông hưởng sáng, Hành Giả bỏ Bát Giới và Sa Tăng đến dặn dò một vài điều xong, liền từ biệt mọi người, lộn veo một cái nhảy lên trên trời. Căng mắt thâu nhìn về phía tây, quả có một tòa thành trì cách chùa Bảo Lâm chỉ xa có 40 dặm. Hành Giả bay đến gần xem xét kỹ lưỡng, thấy những yêu khí mây sầu man mát, mù quái chướng khí bời bời. "Ôi, nếu phải thực vua lên bảo tọa, làn mây 5 sắc lóe hào quang, chỉ vì yêu quái xâm ngồi báu, trời tối âm thầm khóa cửa vàng." Hành Giả đương khi cảm thán, thì chợt nghe tiếng pháo nổ vang. Cửa phía đông của thành trì mở rộng, một đội quân săn bắn oai hùng đang tiến ra. Chỉ thấy dợp trời cờ màu phớt, đuổi gió ngựa bạch rong, trống ếch bòng bòng thúc, giáo lao cặp cặp sông. Quân khua ưng dữ dội, tướng dắt chó oai hùng, kẻ nọ đeo tên nỏ, người kia khoác dây cung. Trăng lưới nơi chân núi, răng dây lối tắt thông, tiếng hô như sấm dậy, quân kéo tựa mây lồng. Giáo thỏ không đường trốn, sói rừng vận đã cùng. Đoàn người đi săn ra khỏi thành trì, tản mát về phía đông. Chẳng mấy chốc đã đi được chừng 20 dặm, dừng lại một gò cao. Trong dinh trại thấy có một vị tướng nhỏ xíu, cưỡi con ngựa vàng, mũ giáp gọn gàng, tay cầm thanh bảo kiếm lưỡi xanh, lưng đeo cung dây căng. Trông vẻ mặt khác phương tục, dáng đi đứng rõ oai rồng. Hành Giả đứng trên mây nhìn xuống, biết chắc người đó là thái tử rồi, liền mừng thầm nói: "Để ta xuống đùa hắn một cái." Tôn Ngộ Không ở trên mây bước xuống, đi lẫn vào đám quân, nhao người một cái biến ra con thỏ trắng, chạy rối rít ở đằng trước con ngựa của thái tử. Thái tử trông thấy thích quá, đặt tên vào, dương thẳng dây cung, bắn một phát tìm ngay con thỏ ấy.
Đấy là hành giả cố tình để cho thái tử bắn trúng, lanh tay tinh mắt, giờ đón lấy mũi tên, co cẳng chạy miết. Thái tử nhìn thấy Ngọc Thỏ bị trúng tên, một mình phóng luôn con ngựa đi trước đuổi theo. Ngờ đâu, ngựa phi nhanh, con thỏ chạy như gió, hễ ngựa đi chậm thì con thỏ cũng đi thong thả lại. Chỉ lanh quanh đi trước con ngựa của thái tử một quãng không xa lắm. Cứ thế, từng quãng một, hành giả đã lừa được thái tử đến cửa chùa Bảo Lâm. Hành giả hiện lại nguyên hình, không thấy thỏ đâu nữa, chỉ thấy một mũi tên cài ở trên khung cửa. Hành giả đi thẳng vào báo với Đường Tăng: "Tớ phụ ạ, thái tử đến đấy." Hành giả lại biến luôn ra một hòa thượng nhỏ xíu độ hai tấc chui vào trong hộp sơn. Thái tử đuổi đến trước cửa chùa, không thấy Ngọc Thỏ đâu, chỉ thấy một mũi tên sáp lông chim cài ở trên khung cửa. Thái tử kinh sợ tái người nói: "Quái lạ thật, rõ ràng mũi tên của mình bắn trúng Ngọc Thỏ, tại sao không thấy thỏ, chỉ có một mũi tên ở đây? Có lẽ đây là con thỏ sống lâu năm đã thành yêu tinh trắng." Nói rồi, thái tử thu lấy mũi tên, ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy trên cửa chùa có năm chữ to: "Sắc kiến Bảo Lâm tự." Thái tử vừa đứng ngắm vừa nghĩ bụng: "À, ta nhớ ra rồi, mấy năm trước đây phụ vương ta đã sai quan mang vàng lụa cùng với vị hòa thượng ở đây cho sửa lại điện Phật và tượng Phật. Tình cờ hôm nay ta lại đến đây, ta hãy vào trong chùa chơi cái đã." Thái tử từ trên ngựa nhảy xuống, đang định đi vào, đã thấy các quân tướng đi bảo vệ cùng 3.000 người ngựa theo tới, từng đoàn từng lũ kéo nhau cả vào trong chùa. Các sư trong bản tự vội vàng ra cúi đầu làm lễ, rước vào trong gian chính điện tham bái tượng Phật. Thái tử đưa mắt xem, lại muốn qua hành lang đi ngắm cảnh, chợt nhìn thấy một vị hòa thượng ngồi ở chính giữa. Thái tử tức giận nói: "Hòa thượng này vô lễ nhỉ, xa giã của ta đến chùa, mặc dù không có giấy báo trước phải đi đón, nhưng bây giờ quân mã đã đến chùa cũng phải đứng dậy chứ, sao vẫn cứ ngồi yên không thèm nhúc nhích thế kia? Quân lính đâu, bắt lấy y mau." Vừa nói một tiếng bắt, các quan hiệu úy đứng hai bên sấn ngay tới nơi, túm lấy Đường Tăng lôi đi, đang định lấy dây trói lại. Hành giả ở trong hộp liền lẩm nhẩm đọc thần chú gọi: "Hời hới hộ pháp chư thiên, lục đinh lục giáp, ta đứng bày kế bắt yêu tinh kia, nhưng ngay vì thái tử chưa nhận ra được, định đem dây đến trói sư phụ ta, các người phải liệu mà bảo hộ, nếu để người bị trói, các người sẽ phải tội đấy." Những lời dặn bảo ngấm ngầm đó của đại thánh còn ai dám cưỡng lại, họ liền tới bảo hộ Đường Tăng đâu vào đấy. Một nhóm người kia không tài nào mó vào đầu chọc được, ý như có một bức tường chặn lại, không sao chạm tới mình Đường Tăng. Thấy lạ quá, thái tử liền hỏi: "Nhà ngươi ở phương nào tới đây, định làm phép mẹo gì để trêu ta thế?" Đường Tăng bước lên vái chào nói: "Bần tăng đây đâu có phép mẹo gì, chính là Đường Tăng bên Đông Thổ sang chùa lôi âm lễ Phật cầu kinh và dâng bảo vật." "Đông Thổ nhà ngươi tuy là đất Trung Nguyên nhưng nghèo khổ lắm, còn có báu vật gì nào, hãy nói cho nó nghe xem." "Cà sa ta đang mặc trên mình, đấy là bảo bối thứ ba, còn có bảo bối thứ nhất và thứ hai nữa, còn tốt hơn." "Cái áo của ngươi, một nửa che mình, một nửa hở tay có đáng là bao, thế mà cũng dám gọi là bảo bối à?" "Áo cà sa này tuy trông thì như thế đấy, nhưng phiền điện hạ hãy nghe mấy câu thơ của bần tăng đây. Hở vai áo Phật chớ bàn quanh, trong ẩn chân như thoát tục tình. Muôn sợi nghìn kim thành chính quả, chín châu tám báu hợp chân linh. Tiên Nga thánh nữ mây cung tiến, để tặng nhà sư giữ sạch mình. Chẳng đón xe ra còn có thể, ai kia thù cha không trả thực uổng sinh." Thái tử nghe xong trong lòng hết sức tức tối nói: "Hòa thượng khốn kiếp này chỉ được cái mồm gấu lưỡi chổi, khoe tốt khoe hay cái áo nửa bức của nhà ngươi. Nỗi oan của cha ta vì đâu chưa trả nào, nhà ngươi nói cho ta nghe mau." Đường Tăng tiến lên thêm một bước chắp tay hỏi: "Thưa điện hạ,
Người ta sống ở trong trời đất này có mấy thứ ơn? Thái tử nhanh mồm trả lời, có bốn thứ ơn. Đấy là cảm ơn trời đất che chở, mặt trăng mặt trời soi sáng, ơn đất nước của nhà vua, ơn nuôi nấng của cha mẹ. Điện hạ nói có chỗ sai đấy. Người chỉ biết có trời đất che chở, mặt trăng mặt trời soi sáng, đất nước của nhà vua, chứ làm gì đã có cha mẹ nuôi nấng. Thái tử tức giận hỏi, người mà không có cha mẹ nuôi nấng thì ở luống cây mà chui lên à? Đường Tăng vẫn bình tĩnh trả lời, điện hạ chưa biết đấy, tôi có một thứ bảo bối ở trong hộp sơn son này, tên là Lập Đế Hoa. Nó biết được công việc 500 năm về trước, 500 năm hiện tại và 500 năm về sau. Cộng tất cả công việc quá khứ, tương lai và hiện tại là 1.500 năm. Điện hạ cứ hỏi bảo bối này đi, sẽ biết thế nào là không có ơn nuôi nấng của cha mẹ. Vì chuyện này Bần Tăng chờ đợi ở đây đã lâu ngày. Thái tử nghe thế liền hỏi, đưa cho ta xem nào. Đường Tăng cầm nắp hộp mở ra, hành giả nhảy luôn ra ngoài, lũn ca lũn cuốn đi lung tung mọi nơi. Chú bé tí hon này biết được việc gì? Hành giả nghe thấy thái tử chê mình nhỏ, liền vươn mình một cái, đã dài ra tới 3 thước 4 5 tấc, làm cho các quân sĩ hoảng sợ nói, nếu cứ chóng dài như thế này chỉ độ mấy ngày sẽ chọc thủng trời mất. Nhưng hành giả chỉ vươn cho bằng thân cũ thôi, không dài thêm nữa. Đến đó thái tử mới hỏi, Lập Đế Hóa này, vị lão hòa thượng đây nói nhà ngươi có thể biết được những việc lành giữa quá khứ tương lai, chắc là nhà ngươi có phép bói rùa, có phép bói cỏ thi theo lời dạy ở trong sách để đón họa phúc cho người ta phải không? Một ly về cái đó cũng không dùng, chỉ ở 3 tấc lưỡi này mà thôi, muôn việc thấy đều hay. Cô cậu này thật là nhảm nhí, từ xưa tới nay bộ sách Chu Dịch rất là huyền diệu, đoán hết được việc lành dữ trong thiên hạ, để cho người ta biết đường mà theo mà tránh, cho nên mới có phép bói rùa bói cỏ thi. Cứ như người nói thì chứng cớ vào đâu? Chắc là quàng xiên họa phúc mê hoặc lòng người. Xin điện hạ đừng vội, để tôi nói cho người nghe. Người vốn là thái tử của vua nước OK, 500 năm trước đây trong nước bị đại hạn, muôn dân khổ sở, hoàng đế nhà ngươi cùng với thần tử lòng thành cầu đảo, giữa lúc cầu không được mưa, có một người đạo sĩ ở núi Trung Nam đi tới, y biết gọi gió làm mưa, điểm đá nên vàng, quân vương đem lòng yêu mến kết làm anh em với y, việc đó có hay không? Có đấy, nhà ngươi nói nó đi. Hành giả lại kể tiếp, phụ vương ngươi sau khi kết làm anh em với y, ăn cùng một mâm, ngủ cùng một giường. 3 năm trước đây, khi đang ngoạn cảnh ở vườn ngự uyển, bị y hóa thành một trận gió thần, móc mất viên ngọc khuê trắng nạm vàng ở trong tay phụ vương ngươi, đem về Trung Nam mất. Tới nay phụ vương vẫn còn nhớ nhung. Cũng vì mất cái đó nên người không thích ngoạn cảnh nữa. Từ 3 năm nay người đã đóng chặt cửa vườn lại rồi. Nghe hành giả kể đến đó, thái tử hỏi, ở ngôi hoàng đế không phải phụ vương ta còn là ai? Hành giả nghe nói thế chỉ tủm tỉm cười. Thái tử hỏi mãi hành giả cũng không trả lời nữa, cứ cười tủm thôi. Thái tử phát giận nói, cái cậu này, điều đáng nói thì không nói, tại sao cứ cười tủm như thế? Hãy còn rất nhiều chuyện, chỉ vì đông người hầu hạ, nói ra không tiện. Thái tử thấy hành giả nói năng có chứng cớ, liền giơ tay áo bào vẫy một cái, bảo quân sĩ tạm lui ra. Các quan tướng đi hộ giá vội hạ lệnh, đem 3.000 người ngựa đều ra ngoài cửa chùa đóng quân. Lúc ấy trên điện chỉ còn lại thái tử ngồi ở phía trên, Đường Tăng đứng ở phía trước, hành giả đứng ở bên trái. Còn các sư trong chùa cũng biết ý lui ra ngoài hết. Đến đó, hành giả mới tiến lên nghiêm sắc mặt lại nói, Tấu điện hạ, người hóa ra gió bay mất chính là bố đẻ ra ngài, còn kẻ đương ngồi ở ngôi vua kia là tên Toàn Chân Đảo Vũ đấy.
Thái tử không những không tin và còn nói. Nói nhảm, từ khi Toàn Chân đi rồi, mưa hòa gió thuận, nước thịnh dân yêu. Cứ như nhà ngươi nói, thì người ngồi trên ngôi vua thì không phải là phụ vương ta. Vì ta hãy còn ít tuổi nên hãy tha cho nhà ngươi. Nếu phụ vương ta nghe những lời phản bạn của nhà ngươi, sẽ bắt ngay băm thây làm muôn mảnh đấy. Quát mắng xong, liền đuổi hành giả đi. Thấy thế, hành giả đến nói với Tam Tạng. Làm thế nào? Tôi đã bảo là ý không tín, quá không sai. Thôi, bây giờ hãy đưa bảo bối trả lại cho y, đổi lấy công văn sang Tây Thiên cho rảnh. Đường Tăng đưa lại hộp sơn son cho hành giả. Hành giả đỡ lấy, nhún mình một cái thì chẳng thấy hộp đâu nữa. Rồi hai tay cầm viên ngọc khuê trắng hiến lên thái tử. Thái tử vừa trông thấy lại mắng. Hòa thượng này ghê thật, nhà ngươi chính là đạo sĩ Toàn Chân 5 năm trước đây đến lừa ăn cắp bảo bối nhà ta. Bây giờ còn dám to gan làm ra hòa thượng đem hiến ta ư? Nói xong liền hạ lệnh bắt lại. Một tiếng truyền ra làm cho Đường Tăng sợ sệt, trỏ tay mắng hành giả. Cái đồ con khỉ nhà mê, độc là gây vạ vu vơ để lụy cho ta. Nhưng hành giả đến gần ngăn tất cả lại nói. Chớ có to tiếng mà để lộ chuyện ra, ta không phải là Lập Đế Hóa, còn có tên khác nữa. Thái tử tức giận nói. Mi lên đây, ta hỏi rõ tên thực rồi, sẽ đưa ra pháp ti định tội. Hành giả thản nhiên tiến lên nói lại câu chuyện giấc mộng đêm qua và sự sắp đặt hôm nay cho thái tử nghe. Cuối cùng hành giả nhắc nhở thái tử. Giờ đây ngài đã nhận được ngọc khuê, sao không nghĩ tới ơn tình nuôi nấng mà báo thù cho người thân? Thái tử nghe xong, trong lòng đau xót, ngấm ngầm thương cảm, nhưng lại nghĩ. Nếu không tin, câu chuyện lại có phần chân thực, mà tin thì khốn nỗi, người ngồi trên bảo tọa chính là phụ vương mình cơ mà. Biết xử sự thế nào đây? Hành giả thấy thái tử vẫn nghi hoặc không quyết, lại bước lên nói. Điện hạ bất tất nghi hoặc, mời ngài trở về nước hỏi hoàng hậu nương nương xem trong tình ân ái vợ chồng so với 3 năm trước thế nào. Chỉ hỏi một câu ấy sẽ ra thực hư. Nghe hành giả nói thế, thái tử mủi lòng nói. Ừ phải đấy, để tôi về hỏi mẫu thân tôi xem. Nói xong đứng ngay dậy, bỏ ngọc khuê vào túi định đi luôn. Nhưng hành giả lại bước tới ngăn lại. Đấy là vì sao vậy? Xin mời các bạn theo dõi tiếp trong buổi sau. Lúc thái tử của nước Ok định quay về cung để gặp hoàng hậu, thì hành giả ra ngăn lại dặn dò thêm không biết là những câu gì. Chỉ thấy ngay sau đó, thái tử đi vội ra cổng chùa, sai bảo các quân tướng cứ đóng quân tại chỗ. Với lý do là thái tử có chút việc đi đằng kia một lát, khi nào quay lại sẽ cùng quân lính trở về thành một thể. Rồi một mình thái tử phóng ngựa như bay, vòng đường trở về thành Ok. Một lúc sau là về đến nơi, nhưng không dám vào lối cửa triều, cũng chẳng dám truyền chiếu tuyên triều, mà đi tuột đến cửa hậu tể. Ở đấy có mấy vị thái giám đương ngồi canh cửa, thấy là thái tử nên không ai dám ngăn cản, cứ để cho vào. Thái tử thúc ngựa chạy thẳng tới Cẩm Hương đình, đã thấy chính cung hoàng hậu ngồi ở trong đình. Quanh đấy có mấy chục phi tần cầm quạt hầu ở hai bên. Hoàng hậu ngồi tựa lan can đang khóc thầm. Thái tử xuống ngựa đi đến quỳ ở dưới đình. Thưa mẹ. Nghe thấy thái tử chào thế, hoàng hậu gượng vui lên tiếng. Con ta đấy à, 2-3 năm nay con ở với phụ vương nơi tiền điện, không được gặp mẹ. Mẹ rất nhớ con. Hôm nay sao con lại được nhàn rỗi đến đây thăm mẹ? Thật mừng quá. Con ơi, sao tiếng nói của con lại có vẻ buồn thảm thế? Thái tử cúi đầu hỏi. Thưa mẫu hậu, xin cho con hỏi, người ngồi trên ngôi báo là ai đó? Hoàng hậu nghe xong liền trách. Thằng bé nhà tôi hóa điên rồi hay sao? Hoàng đế là phụ vương con, sao con lại hỏi thế? Thái tử cúi đầu nói. Muốn chồng mẹ tha tội cho con mới dám hỏi ạ.
Mẹ con trong nhà thì có tội gì? Tha cho đấy, có điều gì con nói ngay đi nào. Thưa mẹ, con xin hỏi, mẹ thấy tình ân ái trong 3 năm gần đây của phụ vương với mẹ có gì khác trước không? Hoàng hậu nghe nói, vội bước xuống ôm chầm lấy con, ghì chặt vào lòng, mắt ứa lệ nói. Con ạ, mẹ con mình đã lâu ngày không gặp nhau, sao hôm nay con lại hỏi thế? Thái tử phát giận nói. Mẹ có thế nào cứ nói, nếu không nói sẽ lỡ cả việc lớn đây. Hoàng hậu liền cho mọi người lui ra, rơm rớm nước mắt khẽ nói. Việc ấy con không hỏi đến, thì cho đến khi xuống suối vàng mẹ cũng không dám nghĩ đến đâu. Nay con đã hỏi, thì mẹ kể. 3 năm về trước tình êm ấm, mà mấy năm nay lạnh tựa băng. Bên gối thiết tha thường hỏi nhỏ, người bảo già nua sức đã tàn. Nghe hoàng hậu kể thế, thái tử liền giật tay vùng dậy, vịt yên nhảy lên ngựa. Hoàng hậu đến níu lại hỏi, con ơi, có việc gì xảy ra thế, nói chưa hết lời đã vội đi. Thấy thế, thái tử lại xuống ngựa quỳ trước mặt hoàng hậu, thưa lại câu chuyện được hành giả kể cho nghe ở chùa Bảo Lâm. Rồi thái tử lại nói tiếp, con nghe xong không dám tin ngay nên mới về hỏi mẹ. Câu chuyện vừa rồi mẹ đã nói ra đã chứng thực nó đích xác là yêu tinh. Con ạ, câu nói người ngoài sao con đã vội tin là thật? Thưa mẹ, phụ vương đã để lại cho người ấy một vật làm di chứng đây này. Vừa nói xong, thái tử bèn lấy viên ngọc khuê trắng nạm vàng ở trong tay áo ra đưa cho hoàng hậu. Hoàng hậu nhận được là vật báu của quốc vương ngày trước, không sao cầm được nữa, nước mắt trào ra như suối, thảm thương kêu lên. Chúa công ơi, chúa công đi đã 3 năm trưởng, tại sao không đến báo cho tôi, lại đi báo thánh tăng trước, báo thái tử sau? Mẹ nói vậy là thế nào? Hoàng hậu lau nước mắt nói. Con ạ, vào hồi canh tư mẹ cũng nằm chiêm bao thấy như vậy. Đương khi mẹ hổ nghi thì con về, nay con đưa cả vật báu này ra, mẹ hãy giữ lấy vật này, con đi mời thánh tăng ra tay ngay đi cho. Nếu quả trừ được yêu tình phân rõ tà chính, cũng là đền ơn dưỡng dục của phụ vương con đấy. Nghe hoàng hậu kể xong, thái tử vội vàng lên ngựa, từ cửa hậu tề lẻn rời khỏi thành trì. Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa chùa Bảo Lâm. Thì các quân sĩ ra đón tiếp thái tử thì vừa lúc vừng hồng sắp lặn. Một mình thái tử đi vào trong chùa, sửa lại áo mũ, lại mời hành giả. Thấy đại thánh từ chính điện đi ra, thái tử liền quỳ cả hai gối xuống. Thưa sư phụ, con đã đến. Hành giả bước tới đỡ dậy nói. Xin hãy đứng lên, ngài về trong thành đã hỏi ai chưa? Đã hỏi mẫu thân rồi ạ. Rồi thái tử kể lại tình hình đã gặp mẫu hậu như thế nào cho hành giả nghe. Hành giả tủm tỉm cười và nói, không sao cả, không sao cả, đến lão tôn và ngài sẽ quét sạch yêu tinh, nhưng vì trời đã chiều rồi làm việc không tiện, ngài hãy về trước, sớm mai ta sẽ đến. Thái tử quỳ xuống đất cúi lạy cầu khẩn, con ở lại đây chờ đến ngày mai cùng về với sư phụ một thể. Không được, không được, nếu ta cùng vào thành với ngài, yêu tính sẽ sinh nghi, cho là ngài mời lão tôn về, như thế nó lại chả làm dày ngài ư? Con mà về bây giờ cũng bị nó làm dày thôi. Sao vậy? Từ sáng sớm con được sai mang theo một số người ngựa ương khuyển ra ngoài thành, bây giờ trở về tay không, vào tâu làm sao được? Cái đó chẳng hề chi, giá mà cho biết sớm ta sẽ tạo cho một số. Đại thánh liền hóa phép ngay trước mặt thái tử, vươn mình một cái nhảy lên trên mây, đọc một câu chân ngôn, úm lam tĩnh pháp giới, bắt hết sơn thần thổ địa đến gặp. Các thần đến liền hỏi, thưa đại thánh, người kêu gọi tiểu thần có việc gì khai báo? Lão tôn định bắt yêu tinh ở chỗ này, khốn nỗi vị thái tử đây đi săn không được vật gì, không dám trở về chiều,
định đến đây quấy quả các người kiếm cho mấy con hươu nai cầy gáo chim bay, mỗi thứ lấy mấy con để cho họ về. Sơn thần và thổ địa nghe lời, chỉ dám hỏi thêm cần mỗi thứ là bao nhiêu. Hành giả liền nói, không kỳ ít nhiều, có một số là được. Các thần tức thì sai âm binh bản xứ, thổi một trận gió âm, dồn các thú vật, bắt lấy những con chỉ nội gà rừng, hươu sừng nai béo, lợn rừng, cáo thỏ hổ báo xài làng, cộng lại hơn 1.000 con dâng lên hành giả. Hành giả lại dặn thêm, lão tôn không cần, các người hãy rút gần hết các con vật này ra, quăng ở hai bên mé đường một quãng dài độ 40 dặm, cho bọn họ cứ việc bắt lấy mang về, thế là các người có công rồi. Các thần vâng lời, thu gió âm lại, giải thú vật ra hai mé đường. Hành giả từ trên mây bước xuống nói với thái tử, dọc đường đã có loài vật rồi, người đi mà nhặt lấy. Thái tử thấy hành giả hóa phép thần thông ở trên trời như vậy, liền cúi đầu từ biệt ra khỏi cửa chùa, hạ lệnh cho quân sĩ về thành. Dọc hai bên đường về thành, quả có những loài vật không biết bao nhiêu mà kể. Bọn quân sĩ anh nào anh ấy nhặt kỳ chán tay và reo hò lên, đều cho là hồng phúc của thái tử, nhưng có biết đâu là thần công của lão tốn. Tiếng khải hoàn vang dội vào tận trong thành. Các sư ở trong chùa Bảo Lâm lại sửa soạn cơm chay thiết đãi Đường Tăng. Thầy trò vẫn nghỉ ngơi trong thuyền đường như thường. Vào khoảng đầu canh một, hành giả trong lòng áy náy không ngủ được, trở dậy đến bên giường Đường Tăng gọi, sư phụ ạ. Kỳ tình lúc đó Tam Tạng vẫn chưa ngủ, biết là hành giả hay làm điều quái gở nên Đường Tăng vờ ngủ không thưa. Hành giả lay đầu chọc của Tam Tạng hỏi, sư phụ đã ngủ rồi sao? Tam Tạng tức giận nói, hỗn nhề, đêm khuya còn chưa đi ngủ, lèo nhào cái gì nào? Sư phụ ạ, có một chút việc phải bàn bạc với thầy đây. Việc gì thế? Lúc ban ngày con đã chót khoe khoang với thái tử, bảo là bắt yêu tinh dễ như móc túi lấy các thứ. Nhưng ngày nghĩ ra thấy có chỗ khó nên con không ngủ được. Con nói khó thì thôi, đừng bắt nữa. Bắt thì vẫn cứ bắt, có điều là về lý mà nói không được thuận ạ. Cái đồ con khỉ tuyên nói nhảm, yêu tinh đã chiếm đoạt ngôi vua, sao còn bảo là lý không thuận? Sư phụ đúng là chỉ biết tụng kinh niệm Phật, biết đâu đến luận pháp của Tiêu Hà. Người ta thường nói bắt giặc phải bắt quả tang, yêu tinh kia đã làm vua 3 năm trời vẫn giữ kín được. Nó vẫn ngủ với phi hậu ba cung, vui vẻ cùng các quan văn võ. Lão tôn dù có tài năng bắt được yêu tinh cũng khó mà khép tội cho nó được. Sao lại khó khép tội? Nếu như nó cứ khăng khăng nói là ta là vua nước ok, có làm việc gì trái mệnh trời đâu, sao mới bắt ta? Bây giờ lấy gì làm bằng cớ để đối chứng? Theo con thì phải thế nào? Lão tôn đã nghĩ được ra kế rồi, nhưng còn e ngại sư phụ hay binh vực người kia một chút thôi. Ta binh vực người nào? Bát giới là người lỗ mãng, nhưng người lại hay binh vị. Ta thiên về y đâu nào? Nếu không thiên thì tốt đấy, nhưng bây giờ xin sư phụ hãy mạnh bạo hơn một chút. Cứ ở chỗ này với Sa Tăng, để lão tôn và bát giới nhân lúc này vào trong thành nước ok trước, tìm đến vườn ngự uyển đào giếng lưu ly lên, vớt lấy thi thể hoàng đế đem bọc vào trong cái gói của chúng mình. Ngày mai vào thành, chẳng xin đổi văn điệp gì hết, hễ thấy yêu tình lão tôn giơ gậy đánh liền. Nếu nó còn nói gì, lão tôn sẽ dở thi hài nhà vua cho nó xem mà nói, mi đất sát hại người này. Rồi để cho thái tử chạy lên khóc cha, hoàng hậu chạy ra nhận chồng. Các quan văn võ trông rõ chúa, lão tôn cùng với chú em mới ra tay, thế mới là việc quan có lý cứng, đánh người chẳng có tội. Tam Tạng nghe lời vẫn ngần ngại nói, chỉ sợ bát giới không chịu đi. Thế nào, con vẫn bảo người hay binh vực y mà, tại sao người lại biết y không chịu đi? Lần này chỉ dựa vào ba tức lưỡi mềm dẻo của lão tôn này,
đừng nói là chư bát giới, đến cả chư cửu giới con cũng có đủ tài bảo nó đi theo. Nói xong, hành giả quay ra đi đến bên giường bát giới gọi, bát giới, bát giới. Chàng Úc đi đường mệt nhọc, nằm chúi đầu xuống, chỉ cốt đánh thức, còn ai mà đánh thức được nữa. Hành giả xách tay nắm mồm lôi dậy gọi, bát giới. Chàng Úc vẫn cứ rằng ra, hành giả lại gọi một tiếng, bát giới. Đến đó, bát giới mới lên tiếng, ngủ đi thôi, đừng đùa nữa, ngày mai còn đi đường. Không phải đùa đâu, có một món hời tôi với chú mày trúng nhau đây. Món hời gì vậy? Chú có nghe thái tử nói gì không? Tôi chẳng trông thấy mặt, chẳng biết nó nói gì. Này, thái tử nói chuyện với tôi yêu tinh có một cái bảo bối rất mạnh, muốn người không địch nổi. Ngày mai chúng ta vào thành thế nào mà chẳng phải đánh nhau với nó. Giá mà bị yêu tinh dùng thứ bảo bối ấy đánh đổ anh em chúng mình, chẳng hóa ra là mất mặt ư? Tôi thiết tưởng đánh người không nổi thì không gì bằng mình cứ hạ thủ trước. Tôi và chú sẽ lấy trộm bảo bối của nó, có phải hơn không? Thưa anh xui tôi làm kẻ trộm. Cái món hời ấy tôi cũng đi được, nếu quả thực là giúp ngầm anh. Nhưng tôi cần phải nói rõ ràng cho anh biết trước, lấy trộm được bảo bối hàng phục yêu tinh rồi, tôi không hời đầu tranh nhau như hàng tôm hàng cá lại đi chia bảo bối đâu nhé. Tôi phải lấy hết. Chú lấy làm gì? Tôi thì không được khôn ngoan mồm mép như anh, dễ gì đi xin người ta được cơm chay. Thân thể lão chư lại thổ kịch, ăn nói lại lỗ mãng không biết tụng kinh. Nếu gặp lúc khốn cùng, không biết sống vào đâu được, lão chư sẽ đổi lấy cơm ăn ạ. Lão tôi đây chỉ cần thanh danh chứ không cần bảo bối. Đấy, để cả cho chú đây. Nghe thấy hành giả để hết cho mình, bát giới liền đứng phắt dậy, lấy quần áo mặc vào, vui vẻ cùng hành giả lên đường. Hai người lặng lặng ra mở cửa, cưỡi mây thẳng tới thành trì kia. Không mấy lúc đã tới nơi, khi từ trên mây bước xuống thì nghe tiếng trống mới điểm canh hai. Hành giả nói với bát giới, chú mày ơi, cánh hai rồi đấy. Vừa đẹp vừa đẹp, mọi người bắt đầu ngủ say từ bây giờ đây. Hai người không đi vào cửa chính giường mà đi vòng qua cửa sau, chỉ nghe thấy tiếng kẻng leng keng. Hành giả lại nói, chú mày ơi, cửa trước cửa sau đều đóng chặt, làm thế nào mà vào được bây giờ? Chưa thấy kẻ trộm nào lại qua cửa đi vào, cứ trèo tường thôi. Nghe bát giới nói thế, hành giả tung người lên một cái, nhảy vọt lên thành tường, bát giới cũng nhảy lên theo. Hai người lén lút tìm đường thẳng đến vườn ngự uyển. Muốn biết việc sau tiếp diễn như thế nào, xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau. Các bạn thân mến, hành giả và bát giới vượt tường vào trong thành trì nước Ok, lần đường đến thẳng vườn hoa ngự uyển. Đường đi, chợt nhìn thấy một tòa lầu ba tầng mái bằng trúc ghép trắng xóa. Trên có ba chữ lớn. Nhờ có ánh trăng sao chiếu vào, thấy rõ ba chữ đó là vườn ngự uyển. Hành giả đến gần, cửa đóng kín. Nhìn thấy mấy lần khóa đã để dỉ cả ra, liền bỏ bát giới mở ra. Chàng Úc quay đinh ba bổ một nhát thật mạnh, cửa vỡ tan tành. Hành giả co cẳng nhảy vào trước. Bát giới theo sau, thấy hành giả nhảy cẫng người lên kêu gọi ầm ĩ, vội ngăn lại nói, anh ơi, chết tôi bây giờ, đời thua nhà ai ăn trộm còn họ hẹp thế này. Người ta mà tỉnh dậy sẽ tóm cổ anh em chúng mình đưa lên quan xét, dù chẳng đáng tội chết cũng giải về nguyên quán đi xung quanh đấy. Chú mày ơi, chú bảo tôi phát rồi chăng? Xem đây này, dàn chạm tranh màu trơ trọi, lối tô đình cát ngả nghiêng, cồn lau bờ cói bụi trùm, cây cối cỏ hoa chết lụi, núi giả đá hoa siêu vẹo, ao sâu nước cạn cá không, đầu cầu cuối ngõ phủ diêu xanh, quang cảnh vườn hoa lạnh lẽo. Thàn thở cái đó làm quái gì, hãy làm ngay cái món hời của anh em chúng mình đã đặt. Hành giả tuy cảm thán nhưng vẫn nhớ đến giấc mộng của Đường Tăng,
nói là dưới gốc cây chuối là cái giếng. Đường đi lên, quả thấy một cây chuối tiêu mọc tươi tốt khác hẳn mọi cây hoa khác. Hành giả gọi: "Bác Dư ơi, ra tay đi, bảo bối chôn ở dưới gốc chuối này đấy." Chàng ngốc hai tay quai đinh ba, bổ cây chuối đổ xuống. Sau rồi lấy mõm chũi đất, khoét sâu tới 3-4 thước, chợt cả tảng đá đậy ở trên. Chàng ngốc vui sướng kêu lên: "Anh ạ, à, may lắm rồi, quả có bảo bối, đây là một tảng đá đậy ở trên. Không biết bảo bối đựng vào chùm hay là đựng vào hòm đây." "Chú hãy nhấc lên ngoài xem nào." Chàng ngốc lấy tay khiêng ra, thấy ánh sáng lấp lánh, bóng trăng long lanh. Bác Giới cười và nói: "Hay quá, hay quá, bảo bối đang rè sáng đấy." Nhưng khi đến gần nhìn kỹ, thì ra là bóng trăng sao chiếu xuống giếng nước ánh lên. Bác Giới liền trách: "Anh ạ, anh làm công việc gì cũng cứ để dắt dây." "Tôi để dắt dây thế nào?" "Đây là một cây giếng. Khi ở trong chùa sao anh không bảo trước tôi là bảo bối ở dưới đáy giếng? Tôi sẽ mang hai sợi dây buộc bao tải đi để dòng lão chư xuống. Bây giờ hai tay không thế này, làm thế nào mà đi lên đi xuống mang những thứ ở đáy giếng lên được? Chú có xuống không ạ?" "À, xuống thì muốn xuống đấy, nhưng không có dây dọ thì làm sao?" "Chú cởi quần áo ra tôi xem có cách." "Có quần áo quá gì đâu, cởi tuột cái vạt áo này ra là xong." Hành giả liền rút cây gậy sắt bịt vàng ra, vuốt hai đầu một cái kêu lên dài, tức thì thành ra cái đòn dài 7-8 trượng và nói: "Bác Giới này, chú ôm lên một đầu, tôi sẽ thả chú xuống đáy giếng đây." "Anh ạ, à, thả xuống thì thả, nhưng hễ đến gần nước thì dừng tay lại ngay ạ." "À, tôi biết rồi." Chàng ngốc ôm lấy gậy sắt, hành giả nhẹ nhàng giơ lên thả y xuống dưới. Chốc đã đến gần mặt nước, Bác Giới vội kêu lên: "Hễ đến nước rồi." Hành giả nghe thấy y nói, cầm gậy sắt dìm xuống một cái. Chú ngốc dìm lím cả người ra, vội vàng buông gậy sắt ra, bơi ở dưới nước, miệng càu nhàu la ó: "Thằng trời đánh kìa, ta đã bảo đến nước thì ngừng thả cơ mà, thế mà nó còn dìm mình một cái." Hành giả kéo gậy lên cười và nói: "Anh em có thấy bảo bối gì không?" "Có thấy bảo bối gì đâu, chỉ là một giếng nước thôi." "Này, bảo bối ở đáy nước đấy, chú lặn xuống mà mò lên." Chàng ngốc là người rất giỏi nghề lội nước, liền chúc đầu xuống một cái, lặn hẳn xuống dưới. Chà, đáy giếng sâu quá chừng, lại lặn luôn một hồi nữa. Mở mắt nhìn thì thấy một tòa lầu, trên có một cái bài đề ba chữ Thủy Tinh Cung. Bác Giới hoảng sợ kêu lên: chết rồi, đi nhầm đường rồi. Chỉ có ngoài khơi mới có Thủy Tinh Cung, trong giếng thì làm sao có?" Thì ra Bát Giới không biết đấy là cung thủy tinh của Long Vương giếng. Trong khi Bát Giới đang nói làm nhảm, thì có một dạ xoa đi tuần nước mở cửa ra, trông thấy hình dáng Bát Giới, vội vàng thoát thân chạy vào báo: "Đại vương tai vạ, có một vị hòa thượng mồm dài tai to rơi xuống giếng rồi, người ướt đầm đìa không có quần áo, nhưng vẫn chưa chết, đang nói lời tức tối đây." Long Vương giếng vừa nghe thấy câu đó liền giật mình nói: "Đây là thiên bồng nguyên soái đến đây. Đêm hôm qua dạ du thần vâng sắc chỉ Ngọc Hoàng đến đây lấy linh hồn của vua nước Ok đi bái kiến Đường Tăng, cầu Tề Thiên Đại Thánh đi bắt triều đình. Đây có lẽ là Tề Thiên Đại Thánh thiên bồng nguyên soái tới đây. Chớ có khinh thường, đi ra ngay đón tiếp người." Long Vương sửa lại áo mũ, dẫn cả thủy tộc ra ngoài cửa lên tiếng thưa to: "Thiên bồng nguyên soái mời người vào chơi." Bát Giới vui vẻ nói: "Té ra là một vạn cố chỉ." Chàng ngốc bất chấp hay dở, đi thẳng tuột vào trong cung thủy tinh. Chẳng biết thế nào là trên dưới, người thì ướt đẫm đìa thâm tím lại, cứ ngồi tót lên trên. Long Vương thấy Bát Giới ngồi xuống liền hỏi: "Gần đây được nghe quan bác đã thoát nạn, quy y Thích Giáo, bảo hộ Đường Tăng sang Tây Thiên lấy kinh cơ mà. Sao hôm nay lại đến đây?" "Ê, chính vì chuyện này đấy. Sư huynh tôi là Tôn Ngộ Không, sai tôi đến đây ân cần kính hỏi ngài lấy bảo bối gì đấy." "Đáng tiếc quá, tôi ở đây làm gì còn có bảo bối."
bì thế nào với những vị Long Vương sông Giang Hà Hoài Tế bay nhảy biến hóa thì mới có bảo bối. Tôi bị khốn ở đây lâu ngày, ngày mặt trời mặt trăng còn không được nhìn lâu, còn đào đâu ra bảo bối nữa. Không nên từ chối, có gì cứ đưa ra. Có thì cũng có một thứ bảo bối đấy, chỉ phải cái là không mang được. Mời nguyên soái thân hành đến xem, ngài nghĩ thế nào? hay đấy, cần phải đến xem cho rõ mới được. Thế là Long Vương đi trước bắt giấy theo sau, vòng qua cung thủy tinh, thì nhìn thấy một người mình dài 6 thước đặt ở trong nhà hành lang. Long Vương trỏ tay nói, nguyên soái ạ, bảo bối kia kìa. Bát giới liền bước lên nhìn, chà, té ra là một vị quốc vương đã chết, đội mũ cao mặc áo hoàng bào đỏ, đi giày vô ưu, lưng thắt đai lam điền, nằm sõng sượt trong nhà. Bát giới liền cười và nói, chẳng ra bảo bối gì cả, nhớ khi nào lão chưa còn tắc quái ở trên núi, thường lấy thức này thay cơm, ăn cũng đã rất nhiều rồi, không biết bao nhiêu mà kể. Chẳng thể ở đâu gọi cái này là bảo bối bao giờ cả. Đấy là vì Trưng Nguyên Sái chưa biết đấy, người đây là thi thể vua nước OK. Từ khi đến giếng này, tôi đã cho ngậm viên ngọc châu định nhan giữ không cho hủy hoại. Nếu ngài chịu khó cõng đi ra gặp được đại thánh, giả như có phép cải tự hoàn sinh, không nói gì bảo bối, ý ngài muốn lấy thức gì thì cũng có. Đã nói như vậy, ta sẽ cõng giúp quản bạc, nhưng phải thuê ta một món tiền tròn cất rồi. Tiền thì thực không có đấy. Thế là làm công không à? Nếu không có tiền ta chẳng cõng đâu. Không cõng thì thôi, mời ngài đi. Nghe Long Vương nói thế, Bát Giới liền quay trở về. Long Vương cũng sai hai tên dạ xoa có sức khỏe khiêng thi thể ra, đưa đến bên ngoài cửa cung thủy tinh, để ở ngoài hiên nhà, móc lấy viên châu tránh nước, liền thấy có tiếng nước réo lên. Bát Giới vội ngoảnh lại nhìn, thì chẳng thấy cung thủy tinh đâu nữa, của tay ngay phải thi thể vị vua kia, sợ hãi nhún cả chân tay, nhoai lên mặt nước, biếu lấy tường giếng kêu to, sư huynh đưa gậy ra xuống cứu tôi với. Này, có thấy bảo bối không? Đào đâu ra nữa, chỉ có Long Vương giếng ở tất dưới đáy nước, bảo tôi cõng người chết, tôi không chịu cõng, y đưa tôi ra khỏi cửa rồi chẳng thấy cung thủy tinh đâu nữa, chỉ cua phải cái xác chết, sợ nhún cả chân tay, không cửa quấy được, làm phúc cứu vớt lấy tôi. Cái đó là bảo bối đấy, sao lại không cõng lên? Biết y đã chết bao lâu rồi, tôi cõng lên làm cái gì? Chú không có nữa, tôi đi về đây. Anh đi về đâu? Tôi đi về chùa cùng ngủ với sư phụ. Thế còn tôi? Chú bò nhoài lên trên này, tôi sẽ đưa chú về. Nếu không nhoài lên được thì thôi. Bát Giới sợ cuống cả chân tay lên, còn biết làm thế nào mà nhoài lên được. Vội kêu lên. Anh nghĩ xem, thành tượng cũng còn khó trèo nữa là cái giếng này. Bụng thì to, miệng thì nhỏ, chung quanh thành dựng đứng như vách, lại luôn mấy năm nay không hề rửa giếng, từng đám rêu mọc lùa tủa, trơn lắm, bảo tôi nhoài làm sao được. Anh ơi, anh nghèo với nhau không nên để mất hỏa khí. Thôi, để tôi cõng xác chết lên vậy. Thế mới phải chứ, cõng ngay lên trên này tôi với chú còn về ngủ. Chàng Ngốc lại chúc đầu lặn ngụm xuống tận đáy nước, lần mò đến bên xác chết, cõng lên trên lưng, ngoi lên mặt nước, bám lấy vách giếng gọi, anh ơi, vác lên đây rồi. Hành giả căng mắt nhìn xuống, thấy Bát Giới quả đã cõng xác chết trên lưng, bây giờ mới cầm cây gậy sắt thả xuống đáy giếng. Lúc này trông chàng Ngốc thực là thiểu não, chỉ thấy y há miệng ra cắn lấy gậy sắt để cho hành giả từ từ kéo lên trên miệng giếng. Bát Giới bỏ xác xuống, lấy quần áo mặc vào. Hành giả nhìn thấy Nhung Gian quốc vương vẫn y nguyên, chưa hề thay đổi chút nào, chẳng khác gì lúc vẫn còn sống. Hành giả liền nói, chú em này, người này chết đã 3 năm,
sao Nhung Gian vẫn còn không hủy hoại? Anh không biết đấy, Long Vương Giếng đã nói chuyện với tôi rồi. Y dùng ngọc châu định nhan để giữ lại, cho nên thi thể không bị hủy hoại. Thế thì may quá, một là oán thù của y sẽ trả được, hai là anh em chúng mình sẽ thành công. Người anh em này, vác luôn đi mau. Vác đi đâu bây giờ? Vác về trình với sư phụ con gì? Bát Giới lùng bùng nói. Bực quá chừng, mình đường đánh giấc ngon thì bị ngay con khỉ già này nói chí nói chả đánh lừa mình bảo đi làm món hời, bây giờ lại phải đi làm cái việc vác người chết thế này. Vác cái thầy đó vớt dưới nước thối thả ướt đầm đìa bẩn cả quần áo ra, ai giặt giũ cho mình được? Mẹ trên có mấy chỗ vá trời ẩm bị mốc còn mặc làm sao được. Chú cứ cõng đi, khi về đến chùa tôi sẽ đưa quần áo cho chú thay. Nói chẳng biết xấu hổ, ngày cái xác anh cũng chẳng có quần áo mà mặc, còn cho ai cơ chứ? Đừng có nó mầm nữa, không chịu vác hư? Không chịu vác đã làm sao? Vậy thì đưa mắt cá chân ra đây, ta đánh cho 20 gậy. Ê, thưa anh, gậy nặng lắm, nếu đánh 20 gậy thì tôi cũng bỏ mạng theo hoàng đế này mất thôi. Nếu sợ đòn liệu mà vắt ngay đi cho sớm. Bát Giới quả nhiên sợ phải đánh, đành chịu nhịn, lôi xác chết lại gần, cõng lên trên vai, rảo bước ra khỏi vườn hoa. Lúc này hành giả tay cầm quyết, miệng đọc thần chú, quay mặt về hướng tốn, hớp một khí trời thổi phun ra thành một trận gió lốc, thổi đưa Bát Giới bay ra vườn hoa ngự uyển, rời khỏi thành trì. Cơn gió vừa tắt, hai người rơi xuống đất, từ từ nhẹ bước đi về. Lúc này trong bụng chàng ngốc tức tối vô cùng, liền nghĩ cách trả thù hành giả. Con khỉ này chơi xó mình, về đến chùa mình sẽ xó lại cho một vố, sẽ nói với sư phụ bảo cô cậu có thể chữa sống lại người chết, nếu không chữa được mình sẽ xuôi sư phụ đọc bài thần chú xiết vòng đài thắt giết cho con khỉ này mãi óc chàng mới hạ lòng lão chứ. Trong khi đi đường, Bát Giới lại nghĩ đi nghĩ lại. Không được, không được. Nếu bảo y chữa sống người, thì đối với y cũng dễ thôi. Y chỉ cần đến Diêm Vương đòi lấy linh hồn đưa về, thế là chữa sống lại được ngay. Phải bắt y chữa sống ngay tại ở Dương Gian, cấm không được y xuống âm ti. Cách này mới tốt đấy. Nói chưa hết lời, đã đến trước cửa chùa. Bát Giới đi thẳng vào trong, đem xác chết bỏ trước cửa thuyền đường, kêu to lên. Sư phụ ơi, trở dậy mà xem ma đây. Đường Tăng ngủ chẳng được, đương ngồi nói chuyện với Sa Tăng về việc hành giả đánh lừa Bát Giới đi đâu mà lâu thế vẫn chưa về. Chợt nghe thấy tiếng Bát Giới gọi, Đường Tăng vội vàng đứng dậy nói. Đồ đệ này, xem cái gì thế? Ông ngoại của tôn hành giả bắt lão chư phải vác về đây. Này! Cái đồ ngốc bụng gió mẹ đầy cám vã nhà thú, ta đào đâu ra ông ngoại nào? Không phải ông ngoại anh, còn bắt lão chư vác về đây làm gì? Không biết tốn biết bao nhiêu sức lực kìa. Đường Tăng và Sa Tăng mở cửa ra xem, thấy nhung nhan của hoàng đế chưa biến đổi, vẫn y như khi còn sống. Bỗng nhiên tam tạng thốt lên một cách thảm thương. Bệ hạ ơi, không biết oan gia từ kiếp nào đời này gặp phải yêu tinh, chết ngấm chết ngầm, bỏ vợ bỏ con, đến nỗi văn võ không hay, các quan chẳng biết. Đáng thường thay vợ con người ngu tối, lấy ai bát nước nén hương. Rồi òa lên khóc, nước mắt tầm tã như mưa. Bát Giới trông thấy liền cười và nói, sư phụ ơi, người ta chết càng chi đến người, cũng không phải là cha ông người, khóc làm quái. Đồ đệ ạ, người xuất gia phải lấy từ bi làm gốc, thương người làm đầu, lòng con sao lại cứng rắn thế? Không phải là con cứng rắn, sư huynh đã nói với con rồi, anh ấy có thể chữa sống lại, nếu không chữa sống được, con cũng chẳng vác về làm gì. Đường Tăng xưa nay vốn là ông ba phải, vừa nghe Bát Giới nói như thế, người liền gọi. Ngộ không?
Nếu con có tài năng chữa cho vị hoàng đế này sống lại, thật là cứu mạng một người còn hơn xây tòa bảo tháp 7 tầng. Cũng tựa như thầy trò sang linh sơn bái Phật vậy. Sư phụ sao cứ nghe chú ngốc nói nhảm? Người này đã chết đi 3 năm rồi còn cứu làm sao được? Tam Tạng nghe thấy cũng có lý, liền nói: vậy thì thôi. Nhưng bát giới không nhịn được tức tối, lại nói: sư phụ đừng nghe anh ta nói dối, anh ta có kiểu vắt óc. Đấy, người cứ đọc mấy câu thần chú bạn y phải chữa người kia sống lại ngay. Thế là Đường Tăng quả nhiên đọc câu thần chú xiết vành đai, giết cho hành giả lồi mắt nhức đầu. Chưa biết rồi đây sẽ cứu chữa ông vua sống lại như thế nào. Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau. Vì nghe theo lời suối bẩy của bát giới, Đường Tăng quả đã đọc ngay câu thần chú xiết vành đai để hành hạ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đau đầu quá không chịu được kêu van nói: sư phụ đứng đọc để con chữa cho. Thế con chữa bằng cách nào? Chỉ có xuống âm ti tra khám xem vua Diêm Vương nào giữ hồn phách y, xin đem về sẽ cứu chữa được. Sư phụ chớ có tin anh ta. Trước anh ta nói không cần xuống âm ti, cứ ở dương gian cũng chữa sống được mới là tài giỏi. Đường Tăng cả tin, lại đọc ngay câu thần chú thêm mấy lần nữa, làm cho hành giả phải luôn miệng chịu nhận. Ừ thì chữa ở dương gian, sư phụ đừng đọc nữa. Đừng dừng lại, cứ đọc đi, cứ đọc đi. Thấy thế hành giả liền quát mắng: giống súc vật ngốc ngay kia, mi suối bảy sư phụ đọc thần chú hư. Bát giới cười rũ rượi cả ra nói: ông anh cả ơi, anh biết chơi xỏ rồi, chứ lão chư không biết chơi xỏ ông anh một vố đe. Sư phụ đứng đọc, để lão tôn chữa ở ngay dương gian này thôi. Làm thế nào mà chữa được ở dương gian? Bây giờ con sẽ lộn lên trên mây đi tới cửa trời Nam, không đến cung Đấu Ngưu, không vào điện Linh Tiêu, lên thẳng trên 33 tầng trời, vào trong viện Đâu Suất Ly Hậu Thiên Cung, gặp Thái Thượng Lão Quân cầu xin người một hạt cứu chuyến hoàn hồn ơn, tất nhiên cứu sống được y. Tam Tạng nghe lời rất mừng nói: đi mau mà về. Bây giờ đã vào khoảng canh ba rồi, giá mà có về cũng phải sáng rõ. Hốn nỗi người này đập nằm ở đây hưu quạnh lạnh lẽo như thế này thì không đúng kiểu. Sư phụ ạ, cần phải có người ở bên cạnh vừa trông nó vừa vừa khóc mới được. Đừng có nói nữa, con khỉ này nhất định bắt mình phải khóc đây. Chỉ sợ chú không chịu khóc, nếu chú không khóc tôi cũng không chữa được. Anh ạ, anh cứ đi, tôi sẽ khóc được. Chú em ạ, khóc có nhiều kiểu đấy. Nếu chỉ nghêu ngao cái lỗ miệng gọi là kêu, cố giấy giụa lấy mấy giọt nước mắt thì gọi là gào. Phải khóc làm sao cho nước mắt giàn giụa, trong lòng cũng phải có chút đau thương mới cho là thương khóc được. Tôi thử khóc cái kiểu ấy để anh nghe xem nhé. Không biết y vớ ở đâu được tờ giấy về lại như sợi bức đèn, ngoáy vào hai lỗ mũi, hắt hơi luôn mấy cái, nước mắt chảy ra ròng ròng, lép nhà lép nhép cất tiếng khóc. Y khóc luôn không dừng, kể lể con cà con kề, đúng hệt có người chết thực. Bát giới khóc đến chỗ thảm thiết, làm cho Đường Tăng cũng phải thương xót, lệ rơi hai hàng. Hành giả cười và nói: đau thương như thế được đấy, nhưng không được ngừng khóc. Cái giống ngốc nhà chú lừa tôi đi rồi sẽ không khóc nữa. Tôi vẫn nghe thế đây nhé. Nếu cứ khóc như thế này thì thôi, hễ mà hơi ngừng khóc một tiếng, ta sẽ đánh 20 gậy vào mắt cá chân. Anh cứ đi 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 đi, tôi mà đã khóc phải miệng à, khóc 2 ngày cũng được. Sa Tăng ở bên cũng đi kiếm mấy nén hương thắp rừng vong hồn. Hành giả trông thấy liền cười và nói: hê hê, tốt đấy. Mọi người đều có ý kính cẩn như thế này để lão tôn mới dễ dụng tâm đi cầu người ta. Lúc bấy giờ vào khoảng nửa đêm, hành giả từ biệt ba thầy trò nhảy lên trên mây đi thẳng tới cửa trời Nam. Quả nhiên
hành giả không đến điện Linh Tiêu cũng không tới cung Đầu Ngưu, thẳng đường mây sang tới ngay trong cung Đầu Xuất trên 33 tầng trời. Vừa vào đến cửa, đã thấy Thái Thượng Lão Quân đang ngồi ở phòng đơn, cùng với các vị tiên đang cầm quạt ba tiêu, quạt lửa luyện đơn. Trông thấy hành giả tới nơi, người liền dặn bảo các tiên đồng: "Ai nấy cẩn thận nghe, kẻ trộm đơn đã đến đấy." Hành giả đến vái chào và nói: "Thưa Lão Quân, những cái tẹp nhẹp ấy còn kể làm gì? Bây giờ tôi có làm việc ấy nữa đâu mà phải đề phòng tôi làm gì?" "Con khỉ nhà người, hồi đại náo thiên cung đã lấy trộm vô số linh đơn của ta, sau đó sai nhị lang thần bắt về bỏ vào lò luyện đơn ta đun luôn tới 49 ngày, tốn bao nhiêu là than. Ngày nay nhà ngươi may đã thoát nạn bảo hộ đường tăng sang Tây Thiên lấy kinh. Lần trước bắt ma ở trên núi Bình Đính, bướng bỉnh không chịu trả lại bảo bối, bây giờ còn lại đây làm gì?" "Ấy, việc ngày trước Lão Tôn có dám chế nại đâu, đã đem năm thứ bảo bối trả ngay bây giờ đấy, người còn quở trách sao được?" "Thế không sang Tây Thiên lẻn vào cung ta làm gì?" Hành giả liền đem chuyện quốc vương ở nước Ok bị yêu tinh ám hại như thế nào kể lại cho Thái Thượng Lão Quân nghe. Cuối cùng nói: "Lần này đến cốt xin lấy 1000 viên cửu chuyển hoàn hồn đơn để về cứu chữa cho nhà vua sống lại." 1000 viên mới trả 2000 viên cái gì? Để ăn thay cơm hay sao? Viên bằng đất bùn nào mà dễ dàng thế?" "Đi đi, không có đâu." 100 viên cũng được." "Cũng không có." 10 viên cũng được." Lão Quân tức giận nói: "Con khỉ khốn kiếp này dai như đỉa ấy." "Không có, không có, ra ngay đi." "Hé hé, nếu thực không có tôi đi hỏi người khác để cứu người ta vậy." "Xéo, xéo đi." Thấy Lão Quân luôn miệng quát đuổi, Đại Thánh quay gót bước chân đi ra. Nhưng rồi Lão Quân lại nghĩ: "Con khỉ này ma danh lắm, bảo đi là đi ngay, biết đâu tí nó lại quay trở lại lấy trộm của ta." Nghĩ rồi liền sai tin đồng đi gọi trở lại và bảo: "Con khỉ nhà ngươi, ta cho nhà ngươi 1 viên hoàn hồn đơn đây này." Nói xong, lão tổ cầm hồ lô ra, dốc ngược chôn lên, đổ ra 1 hạt kim đơn đưa cho hành giả và nói: "Chỉ có thế này thôi, cầm lấy, ta biếu nhà ngươi 1 hạt để cứu sống hoàng đế ấy, cho nhà ngươi thành công quả." Hành giả đỡ lấy nói: "Chả đi đâu mà vội, để tôi nếm thử xem đã, chỉ sợ là đồ giả sẽ mắc lừa người đây." Nói xong, vỗ tuột luôn vào miệng. Lão tổ vội vàng chạy đến giữ lại, cộc vào đầu chọc một cái, quát mắng: "Con khỉ khốn kiếp này, hệ nuốt đi là ta đánh chết tươi ngay bây giờ." Hành giả liền cười và nói: "Hế, thật rõ mặt, sao lại hèn mà thế, ai đã nuốt mất đâu, đáng là bao, chẳng phải đây là gì?" Thì ra hành giả chỉ ngậm viên kim đơn ở trong cái bíu ở mang tai. Liền bị lão tổ dúi ra nói: thôi đi, đừng có đến đây mà chẳng bữa nữa." Đến đó, Đại Thánh mới cảm ơn lão tổ đi ra khỏi Đâu Suốt Thiên Cung. Trong chốc lát, đã ra khỏi cửa trời Nam về đến Đông Quán, mới thấy vườn dương vừa mọc. Từ trên mây bước xuống, hành giả đến thẳng ngoài cửa chùa Bảo Lâm, nghe thấy bát giới vẫn đang khóc, y tới gần gọi: "Sư phụ ơi!" Tam Tạng rất mừng nói: "Ngộ Không đã về đấy à, con xin được thuốc đơn không?" "Có đây." "Sao lại không có, anh ấy vẫn đi ăn trộm của người ta đấy mà." "Này chú em ơi, hãy lại đằng này, bây giờ không cần chú khóc nữa rồi, lau nước mắt đi, đừng có khóc nữa." "À này, chú Sa Tăng hãy lấy cho anh ít nước về đây." Sa Tăng vội chạy ra giếng ở đằng sau, múc lấy nửa bát đổ nước mang về. Hành giả liền oẹ viên kim đơn ở trong miệng ra, để lên trên môi quốc vương, hai tay cậy răng ra, viên đơn lăn vào họng. Hành giả đỡ lấy bát nước Sa Tăng đưa cho, đổ rót vào để trôi viên kim đơn xuống trong bụng. Độ chừng nửa giờ sau,
Nghe thấy ở trong bụng quốc vương có tiếng reo lọc sọc, nhưng thân thể vẫn không thấy cựa quậy. Hành giả liền nói: "Sư phụ ạ, viên kim đơn của con xin về không cứu sống được người đâu. Thế là con chịu rồi đấy." "Đồ đệ ạ, có lẽ đâu không sống lại được. Người chết đã lâu làm sao mà nuốt trôi được nước xuống. Đây là sức thuốc tiên kim đơn. Từ khi kim đơn vào bụng, ruột đã thấy reo. Ruột reo là huyết mạch đã hòa động, nhưng mà khí tuyệt chưa có thể co duỗi được. Đừng nói gì người dầm dưới nước 3 năm, đến ngày sát cũng phải han gì ra rồi. Đấy là vì nguyên khí đã tận tuyệt. Giá có ai hả hơi vào thì thế nào cũng sống lại được." Bát giới nhanh nhẩu định bước lên hả hơi vào, Tam Tạng nắm ngăn lại nói: "Con không làm được, phải gọi Ngộ Không lại đây." Đấy là vì Đường Tăng biết rằng Bát Giới làm yêu nghiệt ăn thịt người từ khi còn nhỏ, hơi trong miệng nhơ đục. Chỉ có hành giả tu trì ngay từ thuở còn thơ, ăn các thức đào mơ tùng bách để nuôi mình, hơi trong miệng sạch sẽ. Thấy sư phụ gọi mình, hành giả bèn bước lên, đưa miệng ngậm trên môi quốc vương, hít một hơi, thổi vào trong yết hầu, thông qua khí quản chuyển vào phổi đích, ốc một cái. Nhà vua hồi tỉnh dần lại, chở được mình, khoanh tay co cẳng, kêu lên một tiếng: "Sư phụ!" Rồi hai gối quỳ xuống đất nói: "Nhớ đêm hôm qua còn là hồn ma đến vái người, ngờ đâu sáng sớm hôm nay đã trở lại dương gian rồi." Đường Tăng vội vàng đỡ dậy nói: "Tâu bệ hạ, không can gì đến tôi, người hãy cảm ơn đồ đệ tôi đây này." "Hả? Sao sư phụ lại nói thế? Người cứ nhận lấy cái lại cảm tạ của bệ hạ, có hề gì đâu." Đường Tăng rất đỗi băn khoăn, đỡ quốc vương đứng dậy, cùng nhau vào trong thuyền đường. Quốc vương lại cùng với Bát Giới Sa Tăng làm lễ bái kiến, rồi mới ngồi xuống. Lúc này đã thấy các vị sư trong bản tự sửa soạn cơm chay sáng, định bưng lên thiết đãi. Chợt nhìn thấy vị quốc vương áo ướt đẫm, người này ngơ ngác, kẻ nọ nghi ngờ. Thấy thế, tôn hành giả chạy lên bảo: "Các vị hòa thượng này, chớ có xôn xao như thế. Đây nguyên là vua nước Cô Kê, vị vua thực của các người đó. Không may bị yêu tinh sát hại từ 3 năm nay, đêm vừa rồi lão tôn mới chữa sống lại. Giờ đây sẽ tiến vào trong thành để phân biệt rõ ngay ra." "Được, nếu đã có cơm chay thì bày ra đây, chúng ta ăn xong sẽ lên đường." Các sư vội vàng đem nước đến để cho quốc vương rửa mặt và thay đổi quần áo. Vị tăng quan ở bản tự đưa ra 2 bộ quần áo dài ra để cho người mặc, thay áo hoàng bào tía của nhà vua ra. Rồi lấy một dải lưng lụa cho người thắt, cởi bỏ đai lam điền ra, và mang đôi dép nhà chùa cho người đi, chụt giày vô ưu lại. Cùng ngồi ăn cơm chay xong, tăng quan lại đi đóng yên cương ngựa. Ăn xong cơm, hành giả hỏi Bát Giới: "Chú mày ơi, hành lý của chú nặng được bao nhiêu?" "Thưa anh, ngày nào cũng gánh hành lý, chẳng biết nặng được bao nhiêu nữa." "Bây giờ thế này nhá, chú đem 1 gánh chia làm 2. Chú gánh 1 gánh, còn 1 để cho quốc vương gánh. Chúng ta phải đi sớm vào thành làm việc." "Hay quá, trước kia mình cõng y về, tốn biết bao nhiêu là sức lực. Bây giờ chữa y sống lại, y làm đổi công thay mình đây." Bát Giới cởi gánh hành lý ra, hỏi nhà chùa lấy thêm 1 cái đòn gánh. Gánh nào nhẹ thì để phần mình, còn gánh nặng thì để cho quốc vương quẩy. Xong đâu đấy, hành giả đến nói với quốc vương: "Tâu bệ hạ, ngài ăn vận như thế này, quẩy gánh hành lý theo chúng tôi đi đường, ngài có thấy sao không?" Quốc vương kia vội vàng quỳ xuống nói: "Sư phụ ạ, người là bậc cha mẹ tái sinh ra tôi, đừng nói là gánh hành lý, tôi tình nguyện cầm roi giữ bàn đạp hầu hạ, cùng theo sang Tây Thiên với sư phụ đây." "Tôi không dám để ngài sang Tây Thiên đâu, vì trong đó tôi có chút duyên cớ. Ngài chỉ gánh cho 40 dặm vào đến trong thành, đợi khi nào bắt xong yêu tinh, ngôi vua của ngài trao trả lại cho ngài, chúng tôi lại đi lấy kinh của chúng tôi." Nghe hành giả nói thế, Bát Giới cuống lên hỏi:
Như thế ông ấy chỉ gánh có 40 dặm thôi à? Lão trừ đây mới là người ở nằm. Chú em ơi, đừng có nói nhảm nữa, hãy ra ngoài dẫn đường cho sớm. Bát Giới dẫn quốc vương đi trước, Sa Tăng hầu hạ sư phụ lên ngựa, hành giả theo sau. 500 nhà sư ở bản tự cũng đã tề chỉnh dạo bài nhạc nhỏ tiễn đưa ra ngoài cửa chùa. Thấy thế hành giả quay lại nói, các vị không cần phải tiến xa làm gì, sợ bọn nhà quan có người trông thấy tiết lộ công việc chúng tôi lại hóa ra không hay. Về đi thôi, về mà đem y phục mũ máng của quốc vương giặt rũ cẩn thận, hoặc chiều nay hay sáng mai sẽ đem vào trong thành, tôi sẽ kiếm chút quà phong tặng để tạ ơn các vị. Nói xong hành giả bước dài đuổi theo sư phụ. Bốn thầy trò và quốc vương đi đường mới độ nửa ngày đã thấy tới gần thành trì. Ngộ Không ơi, nước Ok chắc ở trước mặt kia rồi phải không? Thấy Đường Tăng hỏi thế, hành giả liền đáp, đúng đấy, chúng ta nên đi mau vào thành làm việc. Thầy trò cùng quốc vương đi vào trong thành, nhìn thấy phố xá chỉnh tề, phong quang rộn rịp, lại thấy lầu rồng gác phượng cực kỳ tráng lệ. Đường Tăng xuống ngựa nói, các con này, chúng ta cứ thế này đi vào trong triều xin đổi quan văn, khỏi phải nhờ vả đến nha môn thêm phiền. Người dạy rất phải đấy, anh em chúng ta cùng vào cả nào, nhiều người mới dễ nói chuyện. Ờ thì vào tất cả, nhưng chớ hỗn láo, phải làm lễ ra mắt vua trước rồi sau mới được nói. Làm lễ ra mắt vua ư? Thế thì phải lạy à? Đúng vậy, cần phải làm đại lễ năm lạy ba khấu đầu đấy. Sư phụ thật chẳng nha sao cả, nó là yêu tinh cơ mà, sao lại phải làm lễ chào nó à? Thực là không đáng mặt, thầy cứ để cho con vào trong ấy trước, con sẽ có cách xử trí. Hễ y nói năng điều gì, con sẽ đối đáp đầy đủ. Con có lại, mọi người sẽ lại theo. Con mà đứng im, mọi người cứ đứng im. Nói xong, hành giả bèn đi đến cửa triều, báo với các quan môn đại sứ. Chúng tôi là người viên đại đường, nay được nhà vua sai sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Hôm nay đến đây xin vào đổi quan văn, phiền ngài truyền đạt cho, để khỏi lỡ việc thiên quả. Câu chuyện bốn thầy trò cùng nhà vua nước Ok vào gặp tên yêu tinh quốc vương sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau. Quan hoàng môn được hành giả đến báo là xin đổi văn điệp, liền đi ngay vào cửa đoan môn, quỳ xuống thềm bạch ngọc tâu. Có 5 tăng nhân ở bên đông thổ đang đợi ở ngoài triều môn xin đổi quan văn. Yêu tinh hạ chỉ cho vào. Bốn thầy trò Đường Tăng cùng đi vào trong triều môn. Quốc vương mới sống lại cũng đi theo. Vừa đi vừa không ngăn được nước mắt cứ tràn ra. Thấy thế hành giả liền nói, bệ hạ chớ nên thương cảm, sợ tiết lộ tâm tích mất. Cây gậy ở trong mang tai của tôi đã thấy máy động đây. Hôm nay quyết phải thành công, đánh giết yêu tinh kỳ được. Chẳng mấy nỗi sẽ đem giang sơn này trả lại cho ngài. Quốc vương không dám trái lời, đành lấy vạt áo lau nước mắt, liều bước đi theo tới dưới điện Kim Loan. Chỉ thấy trên điện, hai bên văn võ 400 quan triều, người nào người ấy oai nghiêm đoan túc, tướng mạo hiên ngang. Hành giả dẫn Đường Tăng đứng im ở dưới thềm bạch ngọc. Các quan đứng ở dưới thềm trông thấy thế đều kinh ngạc nói, bọn sư này cực kỳ ngu tối, đến ra mắt nhà vua tại sao là không lễ lại, cũng không mở miệng hô chúc, một tiếng chào cũng không có, thật vô lễ quá. Các quan nói chưa dứt lời, yêu tinh đã mở miệng hỏi, sư kia ở đâu lại đây? Hành giả ngang nhiên trả lời, ta là người nước đại đường bên đông thổ, khẩm sai sang chùa Đại Lôi Âm nước Thiên Trúc lễ Phật sống cầu chân kinh. Ngày nay đến đây không dám đi vượt qua, phải đến đổi thông quan văn điệp. Yêu tinh nghe lời làm ra bộ giận dữ nói, đông thổ nhà ngươi là thế nào? Ta đây không phải triều cống nước nhà ngươi, không có giao thông với nước nhà ngươi, cớ sao đến ra mắt ta lại kháng lễ,
không chịu cúi lại. Đông thổ ta là thiên triều từ cổ đại, là thượng quốc đã lâu năm, các ngươi là nước nhỏ ngoài biển. Từ xưa có câu hoàng đế thượng bang là cha là vua, hoàng đế hạ bang là tôi là con. Ngươi chưa từng ra tiếp ta, sao dám cùng ta tranh lễ? Nghe hành giả nói thế, Yêu Tinh giận quá, liền sai các quan văn võ bắt lấy bọn sư cỏ rác này. Yêu Tinh vừa mới thét lên một tiếng bắt, các quan đều ập lên một loạt. Hành giả lấy tay chỏ một cái và quát lên một tiếng: không được đến. Chỏ tay như thế là hành giả dùng phép định thần, các quan không ai cựa quậy vào đâu nữa. Yêu Tinh thấy hành giả hãm giữ các quan văn võ, vội vàng đứng dậy bước xuống lòng sàng định chạy ra bắt. Hành giả nghĩ bụng mừng thầm: tốt đấy, hợp ý lão tôn lắm rồi. Nếu mi lại đây thì dù đầu mi có là sắp nguội chăng nữa, ta choáng cho một gậy cũng phải vỡ sọ ra. Vừa trực bước lên, tình cờ lại thấy thái tử vội vàng tiến lên níu lấy áo triều phục của Yêu Tinh quỳ xuống trước mặt nói: xin phụ vương nguôi cơn giận ạ. Hài nhi định nói gì? Tâu phụ vương biết cho, tính cao quý của phụ vương oai liệt, nếu bắt hòa thượng ấy giết đi, sợ rằng một ngày kia bên đại đường họ biết được tin tức, tất nhiên nổi giận. Cha đã biết đấy, Lý Thế Dân từ khi lên ngôi vua nhất thống giang sơn, lòng vẫn chưa hả, còn vượt biển đi đánh dẹp. Nếu biết được phụ vương giết hại thánh tăng ngự đệ của y, nhất định y điều binh khiển tướng sang tranh địch với phụ vương. Khốn nỗi ta quân ít tướng hèn, bây giờ hối thì đã muộn. Xin phụ vương y lời tâu của con, hãy đem bốn người sư này hỏi lai lịch họ cho phân minh. Trước buộc cho cái tội là không lạy nhà vua, sau sẽ đem xử tội vẫn chưa muộn. Đây vốn là cái tính cẩn thận của thái tử đó, sợ rằng Đường Tăng bị hại nên mới cố ý giữ Yêu Tinh lại. Biết đâu là đằng này hành giả cũng đang tính cách để hạ thủ Yêu Tinh. Tên Yêu Tinh tin lời của thái tử, đứng trước long sàng quát to một tiếng: gã sư kia rời khỏi Đông Thổ từ bao giờ, sao lại đi những năm người? Hành giả ngang nhiên trả lời: sư phụ ta ra đi lúc ấy là trước ngày rằm tháng 9, 3 ngày, năm Chinh Quán thứ 13, nhà Đại Đường. Khi rời khỏi Đông Thổ đến núi Lưỡng Giới Sơn, thu ta làm đại đồ đệ, họ Tôn, tên là Ngộ Không Hành Giả. Lại đến thôn họ Cao nước Ô Tư, thu được nhị đồ đệ, họ Chư, tên là Ngộ Năng Bát Giới. Ở bờ sông Lưu Gia lại thu được tam đồ đệ, họ Sa, tên là Ngộ Tính Sa Tăng. Hôm trước đến chùa Bảo Lâm mới thu được một hành đồng đạo nhân quẩy hành lý. Yêu Tinh nghe hành giả nói thế đã hết lối tra khảo Đường Tăng, đành phải kiếm cách nộ đạt hành giả, bèn ngăn mặt lại hỏi: này gã sư kia, lúc mới đầu có một mình nhà ngươi đi từ Đông Thổ, lại thu nhận được bốn người, ba nhà sư kia sẽ tha ra, một đạo sĩ hành đồng kia tất nhiên là man giả. Y tên họ là gì? Có độ điểm hay không? Bắt y lên đây lấy cung. Quốc vương sợ hãi run lập bật lên hỏi hành giả: sư phụ ơi, tôi sẽ cung thế nào? Tôn hành giả rúi y một cái nói: ngài đừng sợ, đã có tôi cung thay. Đại thánh giả bước lên trước, lên tiếng nói to với Yêu Tinh: tấu bệ hạ, lão này là người dở câm dở ngọc, lại hơi ngẫy ngãm, vì khi còn nhỏ đã đi qua Tây Thiên, quen thuộc đường lối. Những điều căn bản của y đầu cuối thế nào tôi đã biết hết, mong bệ hạ khoan thứ cho tôi khai thay lão. Ừ, quả thực nếu như thế thì cho phép nhà ngươi cung thay cho y. Thấy lão Yêu Tinh nói thế, hành giả liền rõ ràng nói: hành đồng cung tội tuổi già nua, biết lắc không nhà câm dở đại, tiên tổ xưa kia vẫn ở đây, năm năm về trước bị lộn bại, trời không mưa, ruộng khô ải, vua tôi dân chúng đều khấn vái, thắp hương tắm gội đảo cầu trời, muôn dặm không mây trời nắng rãi, dân đói như treo dốc ngược lên, trung nam dẫn đến toàn chân quái, gọi mưa khô gió đủ tài năng, sau đó mạng vua bị ám hại, thây vứt xuống giếng nơi vườn hoa.
ngầm chiếm ngôi rồng ai dám cãi. Công quả to có ta lại, cái tử hoàn sinh không quản ngại, tình nguyện quy y làm hành đồng, theo sư cùng đi sang Tây Thiên. Biến làm vua giả chính toàn chân, đạo nhân mới là vua thực tại. Tên yêu tinh ở trên điện Kim Loan nghe xong bài cung ấy vô cùng hoảng sợ, hết sức bối rối, mặt tái mét đi, vội vàng định trốn chạy thoát thân. Nhưng khốn nỗi trong tay không có binh khí, quay đầu lại nhìn thấy một vị chấn điện tướng quân lưng đeo một thanh bảo đao, đang bị hành giả dùng phép định thân làm cho đứng im một chỗ. Nó chạy đến cướp lấy thanh đao ấy, cưỡi mây nhảy lên trời chạy mất. Xa Tăng tức tối giận chân, bát giới hò hét kêu gào oán trách hành giả là con khỉ nóng này. Anh hay nói vừa vừa chứ, có phải là bắt được nó không? Bây giờ nó cưỡi mây trốn mất rồi, biết đường nào mà đến? Hành giả cười và nói, hé, các chú em chưa có om sòm lên, chúng ta hãy gọi thái tử xuống lại bố hoàng hậu phi tần ra chào trông đã. Thế là hành giả miệng đọc thần chú giải phép định thân cho các quan hồi tỉnh trở lại đến bái chào ông vua thực. Hành giả nói với quốc vương, nhà vua hãy nói rõ việc trước cho bầy tôi tớ biết, còn ta đi truy bắt yêu tinh đây. Xong hành giả lại bảo bát giới và Sa Tăng đến dặn, hai chú phải trông nom cẩn thận vua tôi cha con hoàng hậu phi tần nhà họ và sư phụ nhà mình nhé. Rồi chỉ nghe có tiếng đi, đã không thấy hình bóng đâu nữa. Hành giả nhảy lên đám mây trên trời, căng mắt nhìn ra bốn phía dò xem yêu tinh ở đâu. Nhìn thấy nhiệt xúc kia đương chạy thẳng về mạn đông bắc, hành giả đuổi đến gần quá to, yêu tinh kia chạy đi đâu? Lão tôn nét tới đây. Yêu tinh vội vàng quay lại tuốt bảo đao ra quát lại, tôn hành giả, nhà ngươi thật là đáng ghét, ta đến chiếm ngôi vua của người khác bật gì đến ngươi? Tại sao nhà ngươi đến chẳng chuộc làm tiết lộ việc cơ mật của ta? Hế, ta cho mi là yêu tinh khốn kiếp to gan, lại còn để cho mi làm vua nữa. Mi đã biết ta là tôn ngộ không thì phải tránh xa ra, cớ sao còn lếu láo làm khó dễ cho sư phụ ta, hỏi cung với trả hỏi kẹo lắng nhắng. Những lời cung trạng vừa rồi có phải hay không nào? Mi đừng có chạy, có giỏi hãy đứng lại sơi một gậy của lão tôn đây. Yêu tinh né mình tránh qua, múa bảo đao đón đánh vào mặt. Hai người giao chiến đánh nhau luôn mấy hiệp, yêu tinh không chống chọi nổi với hậu vương, vội vàng quay đầu theo lối cũ trở về trong thành, lẩn vào trong đám các quan văn võ đứng ở trước thềm bạch ngọc, nhao người một cái biến ngay ra được ý như hình dáng Đường Tăng, cũng khoanh tay đứng ở trước thềm. Hành giả đuổi tới định giơ gậy toàn đánh, yêu tinh kia vội kêu lên, ấy đồ đệ chớ đánh, thầy đây mà. Hành giả vội vàng giơ gậy sắt định đánh Đường Tăng, lại cũng thấy nói, ấy đồ đệ chớ có đánh, ta đây mà. Hai Đường Tăng giống hệt như nhau, thực khó mà phân biệt. Ví bằng gậy sắt này đánh chết được Đường Tăng giả do yêu tinh biến ra thì đã đành, ngộ nhỡ ra đánh chết mất sư phụ thực thì làm thế nào? Nghĩ đến đó, hành giả dừng tay lại và gọi bắt giới Sa Tăng đến hỏi, kẻ nào là yêu tinh, người nào là sư phụ ta, các chú phải chỉ rõ cho biết để ta đánh nó. Ông anh ơi, vừa rồi tôi nghe thấy anh đánh chửi nhau với nó ở trên lưng chừng trời, thoát một cái đã thấy có hai sư phụ rồi, cũng chẳng biết ai giả ai thực nữa. Nghe bát giới trả lời thế, hành giả liền bắt quyết đọc thần chú, gọi hộ pháp chư thiên, lục đinh lục giác, ngũ phương yết đế, tứ trực cung tào, 18 vị hộ pháp già lam, thành hoàng thổ địa ở nơi ấy đến hỏi. Lão tôn đến đây bắt yêu tinh, bây giờ nó đã biến ra thành sư phụ ta giống hệt như nhau, khó đường phân biệt. Các ngươi hãy khẽ nói cho sư phụ ta biết, mời người lên trên điện để ta bắt yêu tinh. Thật không ngờ, tên yêu quái kia cũng nghe được tiếng của hành giả. Nó vội vàng vung tay đi lên trên điện báu Kim Loan. Hành giả liền giơ gậy sắt lên nhằm Đường Tăng đánh xuống. Thật hú vía, nếu không có mấy vị thần vừa gọi đến, một nhát gậy ấy đánh xuống, có mà đến 20 vị Đường Tăng cũng phải nát ra như tường.
may nhờ có các thần ngăn gậy sắt lại và nói: Tại Thánh ơi, yêu tinh viết bay mây chạy lên điện Kim Lan trước rồi. Hành giả chạy theo lên điện, nó lại chạy xuống níu lấy Đường Tăng. Trong đám đông người ầm ĩ rối loạn, vẫn không nhận ra được ai là sư phụ thực, ai là sư phụ giả. Hành giả đang bối rối vô cùng, lại nhìn thấy Bát Giới ở bên cười nhạt, liền tức giận quát hỏi: Chú là cái đồ bị thịt ngốc nghếch, hiện giờ có hai sư phụ, chú còn bị gọi bị thưa, hầu hạ đủ thứ, còn sung sướng nỗi gì mà hí hưởng thế? Bát Giới kéo Hành giả đến nói: Anh ạ, cứ bảo tôi ngốc chứ, kể ra anh còn ngốc hơn. Sư phụ không nhận ra được, hà tất phải tổn công, anh cứ chịu đau đầu một chút thôi. Nói với sư phụ ta đọc cái bài lên, tôi và Sa Tăng lắng tai nghe từng người. Ai mà không biết đọc, hẳn là yêu tinh, có gì là khó. Chú Minh ạ, nhờ có chú đấy. Chính vậy, bài chú ấy chỉ có ba người nhớ được, nguyên là Đức Phật Như Lai nhà mình tự trong bụng nghĩ ra, rồi truyền cho Quan Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát lại truyền cho sư phụ nhà mình, ngoài ra không còn ai biết. Được rồi, sư phụ cứ đọc đi. Đường Tăng Thực liền niệm bài thần chú Xiết Bành Đài, còn yêu tinh kia biết làm sao được, trong miệng cứ lẩm bẩm quanh quéo. Bát Giới Chúng thấy vội kêu lên: Tên này ấm ớ quanh quéo, đúng là yêu tinh rồi. Nói xong liền quay đinh ba bổ xuống, yêu tinh vươn mình nhảy lên cưỡi mây chạy trốn. Bát Giới quát lên một tiếng cũng nhảy lên trên mây đuổi theo. Sa Tăng vội vàng để Đường Tăng ở đấy, cũng vác bảo trượng tới đánh. Đến đó Đường Tăng mới thôi không đọc thần chú nữa. Hành giả nhịn đau lê gậy sắt nhảy lên trên không. Thấy yêu tinh đang bị Bát Giới và Sa Tăng cầm đinh ba và bảo trượng giáp công hai bên, hành giả cũng định sấn lên đánh, nhưng rồi lại nghĩ mình cũng muốn đến đánh thẳng vào mặt nó, nhưng nó vốn sợ mình sẵn, chỉ e nó chạy mất. Được, cứ để lão tôn nhảy lên trên cao làm cái kiểu giã tỏi đánh xuống kết liễu nó thì thôi. Nghĩ rồi, đại thánh cưỡi mây lên tận trên trời cao định đánh một miếng chí tử, nhưng đang nghe thấy ở trong đám mây hoa ngũ sắc trên màn đông bắc có tiếng gọi to: Tổ Ngộ Không, chớ có đánh vội ơi. Hành giả vội ngoảnh lại nhìn, thì ra là Văn Thù Bồ Tát. Hành giả bèn thu gậy lại, tiến lên lễ trả hỏi: Ngài Bồ Tát đi đâu thế? Ta đến đây thu yêu tinh giúp nhà ngươi đây. Nói xong, Văn Thù Bồ Tát lấy cái kính soi yêu ở trong tay áo ra, soi xuống nguyên hình yêu tinh. Hành giả liền gọi Bát Giới và Sa Tăng cùng đến gặp Bồ Tát. Lại cùng nhìn vào trong gương, thấy hình dáng yêu tinh rất nối hung ác. Mắt bằng chén sáng quắc, đầu to như nồi rang, khắp mình xanh tựa cỏ, bốn móng bóng như xương, hai tai cúp chốc xuống mắt, đuôi dài quét lê đường, lông xanh đâm nhọn hoắt, mắt đỏ phóng hào quang, khuôn răng như ván ngọc, dầu cứng hơn ráo gương. Hành giả nhận ra đó là con Sư Lị Vương, liền nói với Bồ Tát: Đây là con sư tử lông xanh của ngài vẫn cưỡi cơ mà, sao lại để trốn đi thành tinh mà ngài không đi thu phục nó về? Nhà ngươi không biết đó, nguyên sư vua ở nước Ok thích làm việc thiện, thiết đãi cơm chay các nhà sư. Phật tổ có sai ta đến độ y về Tây được chứng kim thân La Hán, vì ta đây không thể để nguyên hình gặp y được, mới biến ra một nhà sư thường đến hỏi xin một ít cơm chay. Sau khi bị ta vặn hỏi cho mấy câu, y không biết ta là người tốt, lấy một cây dây thừng trói ta lại bỏ xuống sông Ngự Thủy, ngâm ta 3 ngày 3 đêm. Sau nhờ được lục giáp kim thân cứu ta ra về đây, tâu với Như Lai, Như Lai mới cho yêu tinh này ấy y xuống giếng, ngâm cho 3 năm để báo cái giận 3 ngày ngâm nước của ta. Ngày nay được các người tới đây, lập nên công tích đó. Đã như vậy, người hãy nhận lấy nó, nếu không có Bồ Tát thân đến, quyết không tha tính mạng nó đâu. Văn Thù Bồ Tát liền đọc thần chú quát bảo: Súc sinh kia, sao chưa quy chính, còn đợi cái gì? Yêu tinh vội vàng hiện lại nguyên hình. Văn Thù Bồ Tát phóng hoa sen chùm lấy yêu tinh, ngồi lên trên lưng nó,
cưỡi mây lành từ biệt hành giả trở về. Chưa biết thầy trò Đường Tăng ra đi sẽ như thế nào, xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.